Chuyện xưa kể rằng ở thập kỷ 70 của thế kỷ trước, một vị vua Iran đã đề nghị Daimler xem xét một ý tưởng chế thiết kế và chế tạo ra một mẫu SUV có khả năng vận hành siêu việt. Và đó cũng chính là ý tưởng để ra mắt chính dòng G-Class, một trong những siêu phẩm trong thế giới xe. Cũng bởi chính vì những cái gốc gác xuất xứ như vậy mà cho đến bây giờ trải qua rất nhiều năm xuyên từ thế kỷ trước sang thế kỷ bên này, G-Class vẫn có những cái điểm có lẽ không bao giờ thay đổi. Và đó cũng chính là điều tạo nên thành công cho dòng G-Class. Và thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về G63 AMG, một trong những cái phiên bản cao cấp nhất trong dòng G của Mercedes. Đây chính là phiên bản mới nhất năm 2019, G63 AMG. Và hiện tại thì đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với giá hơn 13 tỷ đồng. Một con số để có được một chiếc xe mang tên G, mang tên xuyên quốc gia. Trên G63 AMG 2019 thì các bạn sẽ thấy nó đã không còn vuông như trước nữa. Trên thân xe sẽ xuất hiện nhiều những cái đường nét nó tròn và nó mềm mại hơn. Thực sự mà nói thì G ngày nay đã trở về với đô thị rất nhiều. Tất nhiên sẽ còn những biến thể dùng động cơ diesel dành cho mục đích quân sự. Và có lẽ thương hiệu G cũng là cái niềm say mê và hầu hết là đều xuất hiện trong các bộ sưu tập của các nhà tài phiệt. Giáo hoàng có, nữ hoàng có, gia tộc hoàng có. Và thực sự là nếu như các bạn muốn có thì hãy làm ngay em Việt Lốt. Rất có thể ngay sau khi xem video này các bạn biết đâu lại dinh ngay chính em G này. Bởi vì Việt Lốt thì sao, cô mà thương nói thật với các bạn, muốn làm người thường cũng không được đâu. Rồi quay trở lại với xe nhá. Thì nếu như trên G ngày xưa ấy thì các bạn sẽ thấy được là cái vị trí đèn daylight nó nằm ở đây ạ. Thì bây giờ nó đã thành cái vòng tròn trên này rồi. Đấy. Và một cái chi tiết rất nhỏ bé bên cạnh, đó là chi tiết rửa cái đèn pha này. Và chiếc đèn xi nhan này có lẽ tôi cũng hiếm thấy trên những cái dòng xe thương mại. Đó. Những nắp capo, những cái thiết kế tổng thể thì sẽ không thay đổi, những cái hốc ở bên vòng bánh xe vân vân, nhưng cản ở dưới cũng đã mềm hơn ạ. Cái bản này màu đen rất đẹp, thực ra đẹp quá. Edition 1 thì sẽ có màu đen mờ. Đây G63 bản G63 AMG bản chuẩn có trang bị thêm, độ thêm những cái chi tiết của Edition 1. Chút nữa vào nội thất thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà tại sao mà G lại giành được quá nhiều những cái sự yêu ái, niềm say mê, rồi là những cái giải thưởng danh giá trên thế giới, thì chúng ta hãy cùng nhớ lại một chút. Ngoài cái động cơ AMG mà chúng ta hay nói, AMG Performance cho cái mã hiệu 63 và 65, thì thưa các bạn, công nghệ về khung gầm, những cái thiết kế đặc biệt trong hệ thống lái và những cái khả năng siêu việt đến từ cái hệ thống treo rồi hộp số rồi vi sai, thì đó mới là những cái chi tiết tạo nên danh tiếng cho G. Các bạn hãy hình dung dòng G có lẽ là hiếm, phải nói là rất hiếm trên thế giới có khả năng vượt con dốc tới 100%. 100% tương đương với 45 độ thưa bạn. Còn đối với G63 AMG, do đã được tối ưu về đô thị hơn, đẹp hơn, nhiều trang bị hơn, thì khả năng vượt dốc sẽ là 80% so với dốc 100%. Và cái góc thoát trước như các bạn đã thấy thì ở dòng 63 nó cũng chỉ còn khoảng 27 ạ. Còn đối với G mà bản quân sự là 36, cũng rất là lớn thưa các bạn. Nhưng chưa hết, đối với tất cả những cái chi tiết mà chúng ta không thấy được bên ngoài, ví dụ như những lớp thép dày này nó khoảng 2,5 ly. Ví dụ như cái hệ thống khung, đây là hệ thống body on frame nhé các bạn, chúng ta hay gọi là sassi rời đấy ạ. Thì những cái lớp như mạ kẽm này, lớp mạ của các cái chi tiết vỏ, của các chi tiết khung gầm, thì xin thưa với các bạn, đối với dòng G nó gọi là đỉnh cao luôn. Tôi có nhớ ngày xưa có một ông dành 26 năm, phải gọi là bác thì đúng hơn, bác Gunther,
Và bác ấy cũng đã đến Việt Nam rồi. Bác ấy đi qua xuyên rất nhiều quốc gia trong vòng 26 năm, qua rất nhiều địa hình. Và thưa các bạn, 1/4 trong số những cái địa hình đó là đường off-road. Đó, các bạn sẽ biết được xe nào bền, xe nào có thể vượt qua những thứ khó. Và cũng trong một cái bộ phim tư liệu, tôi nhớ không nhầm tôi đã xem, thì một nhà làm phim đã dùng G-Class đi trong cái âm 48 đến âm 52 độ ở cái vùng Siberia trong vòng 19-20.000 cây số gì đấy liên tục, và G cũng không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng rất có thể ở Việt Nam thì nó lại gặp những vấn đề rất là đơn giản thì sao? Điều đấy rất có thể. Ví dụ bạn đang đi băng băng với tiếng bô uy lực thì làm một cái đoàn cái từ trái rẽ sang phải ninja thì có lẽ là có G rời thì cũng chả đỡ được. Đó. Cho nên những chiếc xe dành cho hiệu năng cao cho những điều kiện khó khăn này các bạn ấy, hãy hình dung là hãy trải qua một cái quá trình ở những cái nơi đáng ra nó được sinh ra. Nó sinh ra ở Việt Nam đôi khi nó hơi thực sự là hơi tiếc nuối cho nó một chút bởi vì cái điều kiện hạ tầng của mình quá lở. Xin thưa các bạn, tôi cũng đi nhiều rồi, cũng ức chế lắm. Rồi, ức chế nó một vòng. Ok, thưa các bạn. Thưa các bạn, trên những cái dòng AMG thì chúng ta hay nói về những cái động cơ 63 AMG Biturbo V8 4.0 577 mã 850 Nm ở cái giải vòng tour rộng 2.500 đến 3.500 gì đấy. Nhưng xin thưa các bạn, trên những cái dòng siêu xe, công nghệ phanh mới là những cái chúng ta phải cực kỳ quan tâm. Bởi vì với những cái cỗ máy khủng khiếp như vậy, không có một cái hệ thống phanh đủ mạnh, đủ lớn, thì xin thưa với các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, thì bạn hãy xem bộ phanh hiệu năng cao của AMG. Đây là bộ mâm 22 inch. Nhìn nó cũng không phải quá to khi mà đặt trên một chiếc xe như thế này. Thực ra G-Class là một cái mẫu xe có khả năng off-road cực kỳ tốt. Mà chút nữa tôi sẽ giới thiệu ở phần hệ thống V-Size. Nếu như so với những chiếc xe off-road được độ chuyên nghiệp thì chắc chắn một chiếc xe nguyên bản này sẽ khó, bởi vì độ thì nó đủ kiểu. Bạn có thể nâng cao gầm đến cả mét để bạn vượt qua một cái gì đấy, nhưng mà khi cua thì nó làm cái đoàn mà nó sang bên cạnh. Nhưng xin thưa các bạn, đây là một mẫu xe G-Class, có thể nói là mẫu xe nguyên bản có khả năng off-road mạnh nhất. Và nếu như bạn đã từng theo dõi những cái đặc tính kỹ thuật của nó, các bạn cũng sẽ thấy rằng đây là một trong những mẫu xe mà hiếm hoi trong cái làng xe là có khả năng đứng nghiêng ở góc 54 độ. Mình thì đứng 54 độ khi đổ luôn đấy. Và thưa các bạn sẽ thấy là bao nhiêu năm rồi G-Class luôn có một cái ô cửa kính rất lớn ạ. Đây các bạn sẽ thấy này, ở đây sẽ không thấy gioăng ở phía bên ngoài rồi này. Rất xịn, những tấm kính nó đẳng cấp. Nhưng mà những cái chi tiết, những cái cửa khóa này nhá, đỉnh cao công nghệ cơ khí của Đức là đây thưa các bạn. Một chiếc lấy và một chiếc ngàm rất là thép, rất sắt thép, và đóng bộp. Và kiểu mở rất bảo thủ. Nhưng đó là những cái điều mà tạo nên G. Thưa bạn, ở cái điều kiện băng giá nhá, nếu như mà những cái cơ cấu lẫy như thế này này, âm 52 độ gì đó ấy, mà không ấy nó đóng băng luôn ấy, thì xin thưa các bạn cũng chẳng bao giờ mở ra được đâu. Thì đó là những cái mà chi tiết rất đặc biệt trên cái mẫu G này. Và vì sao mà anh em trong ngành quân sự rất thích. Đó. Các bạn sẽ thấy được là 4 chiếc bô chia làm 2 bên. Chỉ có G bên. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn nghe thử xem cái tiếng động cơ Biturbo 4.0 này. Phọt cả nước à thưa bạn. Nhưng mà thực sự là nghe tiếng bô này mình vẫn không sướng bằng cái nạp khí tự nhiên. Nếu như mà nghe nạp khí tự nhiên thì cực kỳ phê luôn thưa bạn. Và bây giờ chúng ta hãy tiến ra phần đuôi xe. Cái phần trụ này nó đã được bo tròn hơn so với ngày trước, mềm mại hơn ạ. G63, cái bản này G63 bản tiêu chuẩn, bản G63 thường, nhưng mà đã được độ thêm, trang bị thêm một số cái chi tiết của bản Edition One, thì các bạn sẽ thấy được là một khoang xe hơn 2.000 lít. Rồi khoang xe này thì các bạn nếu như bạn theo dõi cái hành trình của ông Gunter ấy thì sẽ thấy ông đi 26 năm. Tất cả những cái đồ ngăn để quần áo, để đồ ăn vân vân, trải qua xuyên quốc gia vòng quanh thế giới thì cũng chỉ bằng những ngăn này thôi. À.
Ở cái chiều cao thì tôi nghĩ phải để được cả nguyên cái bộ gôn dựng thẳng đứng lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 khéo khéo thì có khi cũng phải nhét thêm vài người. Rồi, đây những chi tiết cơ khí các bạn này sẽ thấy này. Rất cơ khí cũng rất đức nhá. Phải đóng rình. Và khi ngồi vào khoang xe của G63 AMG thì thực sự tôi bị hoảng loạn, sang chấn tâm lý. Thực ra hôm trước thì khi mà ngồi cà phê ở đảo Tuần Châu ấy thì thấy chú Tuyển, chú Đảo ra đi chiếc xe trong bộ đồ đen, mở cửa ra có mấy anh nhảy xuống và sau đấy anh lên cửa kính đeo xì gà, nhìn nó chất thôi rồi luôn. Chưa bao giờ thấy G chất đến như thế luôn, mà ngay tại Việt Nam đi qua thấy nhiều rồi mà nhìn một cái hình ảnh quá đẹp. Thì thưa các bạn, đối với những cái trang bị tiện ích cao cấp trên cái dòng Mac mà lên đến cái dòng cứ gọi là mười mấy tỷ như thế này rồi thì có lẽ cũng không phải nói quá nhiều. Da xịn, phối kiểu Edison One đỏ đen, dây đai màu đỏ, ghế may chỉ nổi bật, lỗ thông hơi hình quả chám, logo AMG. Đương nhiên rồi, trên cái mẫu G63 này thì AMG xịn, gọi AMG Performance rất xịn rồi, cho nên là không có cái gì gọi là giả cầy nữa đâu, không phải là sport hay styling nữa đâu. Thì các bạn sẽ thấy là vô lăng thiết kế AMG này, màn hình AMG này, tất cả những cái gì đẳng cấp nhất thuộc về thể thao thì chắc chắn là G63 AMG sẽ có. Ốp carbon này, carbon khắp nơi, tất cả những cái phần ốp như thế thì nó cũng góp phần làm giảm cái trọng lượng của xe, rất quan trọng với một ông vua địa hình nhưng lại cực kỳ nhanh trên phố. Tôi nhớ không nhầm thì nó mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Thưa các bạn, 4,5 giây cho một mẫu SUV sát xi rời với những hộp thép trong phần sát xi và trên và phần vỏ cũng rất dày, siêu cứng, không chịu ảnh hưởng bởi vặn xoắn. Và một cỗ máy nó đã đẩy đi 4,5 giây các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yes. Những cái chi tiết rất là quen thuộc trên những cái dòng Mac mới thì bây giờ G cũng đã có hết rồi. Như màn hình đôi 12,3 inch mỗi bên thì cái này cũng không quá khó. Các bạn sẽ thấy một cái design, một cái thiết kế rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ xem cái màn hình thiết kế bên trái này đi. Thì bạn sẽ thấy là AMG này. Mình sẽ tắt máy để các bạn xem được cái digital của nó như thế nào nhá. Nó cực kỳ dứt khoát luôn. Nào. Rồi, đây. Nhìn đèn đóm nổi lên là biết cái xe Mac nó các loại hệ thống điện tử, các loại hệ thống an toàn nó như thế nào rồi. Bên phải này là đồng hồ vòng tua máy V8 Biturbo này. Ở giữa là các cái vòng tròn là đo cái lực G-Force này. Đó. Bên phải thì là đồng hồ vận tốc rồi, AMG. Ở giữa thì là cái màn hình thông tin chung. Thì tôi thắt cái dây an toàn này cho nó đỡ báo. Và các bạn hãy nhìn trên đấy là sẽ thấy cái ngay gần cái phần giờ đây này. Bây giờ là 10 giữa trưa. Máy quay của chúng tôi liên tục ngắt bởi vì là nóng quá. Cho nên anh em xem thì cố gắng giúp Hùng làm cái comment hay là cái sub nhá, động viên tí. High range thì các bạn sẽ thấy ngay bên này, hai bên high range tức là ở cái hộp số tỷ số truyền cao. Bây giờ mình sẽ chuyển cái đồng hồ để các bạn có thể thấy. Ví dụ như là cái màn hình này thì các bạn sẽ thấy là xe sẽ có được cái hệ thống giữ làn, hệ thống Adaptive Cruise Control. Mình có thể tăng giảm cái khoảng cách đây ạ. Đó, thì cũng rất dễ thôi, bằng cách bấm ngay trên vô lăng. Bấm ngay trên vô lăng đây. Thu hẹp và nới ra. Đấy, mình kích hoạt ở đây và những cái hệ thống như giới hạn tốc độ vân vân thì cũng đã rất quen rồi. Ở cái này là mình có thể cảm biến để mình chuyển các cái màu rồi để xem về màn hình home này, chuyển AMG Performance chẳng hạn nhá, rồi là xem theo dõi cái thông tin hoạt động của xe nhá, km vân vân đấy, rồi navigation thì mình sẽ bật lên đây ạ. Thì cũng rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái AMG Performance. Mình rất thích cái này. Thì có cả để xem cái chế độ hoạt động của turbo này. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái đồng hồ min max là cái turbo, kilowatt là công suất, newton mét là moment xoắn. Thực ra cái đơn vị kilowatt và newton mét nó phải đi với nhau, nhưng ở thị trường mình thì hay gọi là mã lực.
thì thôi có thể hình dung được là cái công suất nó như thế nào là được rồi. Còn công thức toán học, công thức vật lý thì nó kilowatt nó phải đi với cả newton mét thì mới là chuẩn. Rồi các cái hệ thống hỗ trợ cảm biến bên này rồi, đó lại và service những cái chức năng này thì cảnh báo áp suất lốp rồi các cái hệ thống hỗ trợ rồi về service rồi vân vân này. Đấy. Mức dầu này. Rồi thì có tất cả ở trong này, mức tiêu thụ nhiên liệu này. Úi giời, tôi không dám cho xem nữa. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm cách điều khiển cái màn hình thứ hai này nhá. Tôi có thể điều khiển ngay trên cái vô lăng này. Đấy, điều khiển bằng hàng phím bên vô lăng này ạ. Cái thứ hai là mình cũng có thể điều khiển bằng chính cái màn hình cảm ứng trên này. Đây các bạn sẽ thấy này. Đấy, mình có thể vào được. Tất cả những cái thông tin ghế massage rồi, ambient light, những cái đấy quá cơ bản trên Mac rồi. Nhưng mà với GAMG thì có lẽ là không phải nó mô phỏng về tiện ích quá nhiều nữa, nó sẽ có đủ hết. Đây, có thể vài cảm ứng ngay trên đây. Rất dễ. Một cái thứ ba là mình có thể dùng cái phím xoay command này. Đây cũng được ạ. À, khi tôi xoay thì các bạn sẽ thấy là có những cái chuyển động tới cái icon nào thì chúng ta có thể kích vào đây là chọn. Quay về home hay back lại, những cái này thì nó có ký tự trên này hết rồi. Và cách thứ tư nữa là chúng ta có thể truy cập nhanh như shortcut ở trên màn hình máy tính ấy. Thì đây ạ, các bạn có thể chọn cái hệ thống treo theo dạng là các cái chế độ thể thao hay là tiêu chuẩn rồi off-road vân vân. Rồi các cái chế độ như dynamic đây vân vân, thì ta có thể chọn ngay đây. Đấy, chế độ đầu tiên là chế độ slippery này. Slippery này mình nói luôn là slippery này là chạy trên đường kiểu như đường cỏ, đường trơn ấy. Đường cỏ, đường trơn rồi nó sẽ đề pa từ số 2. Và cái chân ga, cái cảm biến chân ga nó cũng sẽ mềm mại đi, nó individual thì gọi là quá quen thuộc rồi. Comfort vân vân, những cái chức năng Sport hay Sport Plus này là đương nhiên phải có trên những cái dòng xe thể thao AMG. Rồi, và bạn cũng có thể chọn những cái âm thanh thể thao ngay bên này ạ. Đấy, âm thanh thể thao. Nói chung các hãng giỏi lắm. Rồi. Rồi hệ thống camera 360. Khi mà tôi bấm vào đây thì trên màn hình lập tức là hiển thị luôn. Đấy, mình có thể chọn các cái góc chiếu. 24, 6. Ui giời, có cả kéo chiếu lờ này. Đấy. Độ phân giải thì khỏi phải nói rồi. Và ngay phía dưới cái núm bấm cái hệ thống camera 360 là low range, tức là tỷ số truyền thấp. Đối với cái dòng G này thì tỷ số truyền thấp là nó là 2.16. Và nó có thể chuyển ngay sang tỷ số truyền cao là 0.87. Xin lỗi, 0.817 gì đó. Chờ tí. Chạy lại cái số liệu đâu nhỉ? Và có thể chuyển sang cái tỷ số truyền cao là 0.87 chia 1. Đấy. Bằng phím bấm này. Tất nhiên là chúng ta phải chuyển sang chế độ N khi chuyển từ số cao sang số thấp. Và phải tốc độ phải dưới 3-40 km/h gì đó. Đối với những cái dòng xe hay quảng bá về khả năng off-road gì gì đấy, siêu việt gì đấy, như là gì đấy ở trong cái khoảng hơn 1 tỷ, Peugeot Sport, rồi là Triton, rồi là Toyota Fortuner, rồi Terra gì đấy, thì đều phải dừng lại nhá. Nó khác nhau lắm ấy. Đều phải dừng lại mới sang được số thấp ấy. Thì cái này có thể chuyển được ngay khi mà lăn bánh. Thì đó là những cái mà rất đặc biệt, nhưng có lẽ mà một trong những cái đặc sản trên cái dòng G ấy. Thì đây ạ, ba cái hàng phím bấm vi sai cầu giữa, vi sai trung tâm, xin lỗi các bạn. Rồi nói lại cái đoạn này được hết pin à? Không. Và một cái đặc sản anh nói luôn cái đoạn này. Đặc sản là cái. Rồi ba không có đâu.
Và cái đặc sản của G thì không thể không nhắc tới là ba cái phím bấm khóa V-Sign. Thì đây là khóa V-Sign trung tâm. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà tôi bấm phát, chúng ta phải khóa V-Sign trung tâm trước nhé các bạn. Chúng ta phải khóa V-Sign trung tâm trước. Thì khi khóa V-Sign trung tâm thì cái hệ thống ESP nó sẽ off. Như vậy là khi mà tôi khóa V-Sign thì tỷ lệ phân bổ lực cầu trước cầu sau hiện tại đang là 50-50. Và tôi khóa tiếp V-Sign cầu sau thì là hai bánh phía sau đã được chia đều là 50-50. Và tiếp theo tôi sẽ khóa nốt V-Sign cầu trước. Thưa bạn, bây giờ thì tất cả các bánh nó đã đều như một khối rồi, như một khối chuyển động với nhau rồi. Đấy, như một khối. Và bạn có thể vượt qua bất cứ cái địa hình nào bạn muốn nó đi được. Tất nhiên đừng đi phá hủy một chiếc xe nhá. Mình phải tìm những cái địa hình khó. Một chiếc xe, những chiếc xe bình thường không qua được thì chiếc xe này nó sẽ qua được. Chưa hết, bạn sẽ bật sang, đây tôi sẽ chuyển sang chế độ N, low range, tỷ số chuyển thấp thưa các bạn. Bây giờ thì tôi đã là một ông vua địa hình rồi. Đó, khóa tuần tự nha các bạn, khóa tuần tự nhá, chứ không ví dụ khóa cầu sau, khóa tuần tự á. Đó, đó. Chứ ví dụ như mà tôi mà khóa nhá, tôi bình thường tôi bấm khóa cầu trước này sẽ không được này. Nếu mà khóa cầu trước mà đang đi nhanh thì có nó lôi tôi đang cua thì xe nó kéo tuột luôn thẳng luôn đấy. Đấy. Đặc sản, đặc sản. Thơm ngay. Rồi. Và những cái hiệu năng của cái dòng AMG như là treo thể thao rồi các chế độ dynamic, các drive mode vân vân thì chúng ta có thể chọn ở đây, nó cũng rất là cơ bản trên các cái dòng xe. Đối với các dòng xe mẹc mới thì các bạn cũng sẽ thấy được là những cái thiết kế của cái cửa gió điều hòa này rất là đẹp. Nó như những chiếc tua bin trên những chiếc động cơ phản lực. Và nó như những chiếc tua bin trên những cái động cơ phản lực thôi các bạn. Tôi chỉ ước rằng nếu như có một cái chế độ điều khiển nào đấy vừa đi mà nó lại xoay nó tản gió tròn tròn như này là cũng đáng yêu phết đấy, cũng đáng yêu ra phết. Còn những cái trang bị cao cấp trên mẫu xe này, loa Bluemaster rồi những cái hệ thống an toàn rồi vân vân thì nó cũng tương tự như trên những cái dòng xe đẳng cấp của Mercedes thôi. Và có lẽ là đối với dòng G ấy, thì tôi là cái vị trí VIP nhất, bởi vì khi mà tôi ngồi ở đây thì tôi là chủ xe rồi, và hôm nay thì được chủ xe trong vòng mười mấy phút, mong anh em ủng hộ. Đây, lấy chuyển số sau vô lăng rất đặc trưng trên AMG. Còn những chức năng cơ bản như những các cái kết nối USB thì được giấu trong này, thẻ SD, thẻ các cái thẻ navigation cắm cạc vào đây thì nó cũng nằm trong này thôi. Đó. Ra xịn. Và thưa các bạn, đối với những cái dòng G này chúng ta hay nói là về cái đỉnh cao về công nghệ cơ khí của người Đức và cái công nghệ hiện đại ngày nay, thì ví dụ như cái công nghệ hiện đại ngày nay thì nó rất quen thuộc, thì các bạn sẽ thấy được cái màn hình này nó tương tự trên cái dòng S hay cái dòng E. Thì ví dụ như mình chỉ cần chuyển mình có thể chuyển cái màn hình này theo các cái ba cái phong cách đấy, thì mình dùng cái joystick bên này, dùng cái cảm ứng bên này, bên tay trái này, vuốt đấy, vuốt ra design này, thì mình có thể chọn là ví dụ là sport theo kiểu phong cách thể thao này, đấy, G-Force bên cạnh này, đồng hồ vòng tua này, ưu tiên chỉ lúc đấy chỉ nhìn tua mà chạy thôi, hay là classic này, truyền thống này, thanh lịch tinh tế này, màu sắc trang nhã nhưng vẫn có gì đó rất thể thao, hệ thống đọc biển báo giao thông, rồi mức độ xăng hai ren vân vân. Bây giờ thì mình sẽ truy cập vào cái menu của cái màn hình bên này bằng cách xoay, mình vẫn thích là xoay hơn cho nó dễ dùng, cứ chạm tay lắm mồ hôi khó chịu lắm. Thì tất cả những cái tính năng, những cái tiện ích thì mình vào vehicle. Đó. Bạn sẽ thấy được là đây, vehicle đấy. Rồi. Ở cái chế độ dynamic select này nhá, thì mình có thể là xem những cái engine data. Đấy, ví dụ kilowatt, newton mét là bao nhiêu này, rồi là nhiệt độ dầu. Nhưng mà mình cũng có thể chuyển sang cái vehicle này để xem những cái thông số độ nghiêng này, rồi hướng này,
rồi vân 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 vân, tình trạng của xe mà khi off-road đấy. Rồi bây giờ mình có thể dynamic data. Rồi, thì ở đây thì lại thấy kilowatt, newton mét và turbo. Bây giờ mình sẽ bắt lại để mình có thể dùng cái chức năng massage. Đùa chán rồi, off-road nhiều rồi, mệt rồi, massage thì vào đây ạ. Thì mình có thể chỉnh cái chế ở cái ghế lái này đó, và ghế hành khách, và chuyển sang chế độ massage, hot massage. Ôi trời ơi, một rổ không biết bao nhiêu nữa, không cần đếm luôn. Nó lại có cả level, lại chỉnh level 1, level 2, lại có cả đấy. Rồi, tất cả các tối ưu tính năng thì trong này. Rồi những cái chức năng như là light setting, ambient light là mình cũng chỉnh trong này hết, ambient lighting vân vân. Thì những cái này bạn có thể qua, hiện tại xe cũng đang có ở MT88 88 Tô Hữu, level lương kéo dài ngày xưa đấy ạ. Thì có thể trực tiếp sơ trải nghiệm, ngắm nghía vân vân, exterior rồi vân vân, các cái đèn tự động tắt, đèn welcome rồi vân vân, thì nó nằm hết ở trong này. Nếu như bạn này mà có tiếng Việt nữa thì thật tuyệt vời. Úi, thưa bạn, mình mà đang đi xe kiểu thương mại quen, cái kiểu bản gì gì đấy quen, thì mà đóng cái cửa này có vẻ nhiều khi cũng giật mình đấy. Nhưng mà nó là tinh hoa cơ khí người Đức đấy nhá. Đấy, cửa sổ rộng không, trần cao, những cái này thì không phải nói nhiều nữa. Cửa gió thì cũng không phải băn khoăn nữa, bởi vì đơn giản tôi là G, tôi là Mercedes, những cái tiện ích đấy thì không bao giờ phải lăn tăn, bởi vì là bạn sẽ phải có tiền, tôi sẽ phục vụ bạn tất cả những cái gì bạn muốn. Mặc dù là hệ thống dẫn động 4 bánh nhá, nhưng thưa bạn, nó sàn phẳng luôn. Bệ thì tay thì cũng không có cái phím bấm, không có cảm ứng gì đâu, bởi vì đơn giản ông chủ của xe này là phải ngồi hàng ghế trước, và một người bạn gái, một người bạn gì đó sẽ ngồi bên cạnh đi bất cứ nơi nào mà bạn muốn đi vòng quanh thế giới. Da thì rất là đẹp, da là da sang trần Alcantara. G63 AMG là hộp số 9 cấp nhá. Thực ra những cái điều đồ đặc biệt trên cái dòng G ấy, ngoài cái động cơ, chúng ta có hệ thống cung gầm, chúng ta có hệ thống treo, chúng ta có hệ thống dẫn động siêu việt, chúng ta có bao gồm trong đó cả là cái hộp số 9 cấp. Tất cả những cái đó nó sẽ hoạt động khác đối với từng cái dòng xe của Mac. E cũng là 9 cấp, cũng động cơ có thể là AMG, nhưng cái cơ chế điều khiển phân bổ lực rồi vân vân nó cũng sẽ khác trên dòng G, bởi vì nó điều khiển điện tử mà, thưa các bạn. Mỗi tôi có thể điều khiển, tôi là một người điều khiển 10 người, nhưng mà tôi có phong cách thể thao thì 10 người đó sẽ theo tôi phong cách thể thao. Tôi sẽ có phong cách off-road, bụi bặm vân vân, bùn đất, thích nghịch bùn, thì 10 người đó chắc chắn sẽ theo tài đấy. Phần điều khiển rất quan trọng, mà thời đại bây giờ 80% chiếc xe sẽ khác biệt khi bạn nắm được công nghệ về điều khiển, công nghệ về AI, công nghệ về kỹ thuật số. Và trên đây là tất cả những cái chia sẻ nhanh về G63 AMG. Rất mong anh em là hãy comment và đừng quên sub và dùng chuông kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.